Và trở lại kênh Tubi Đồ Gỗ Tùng 8, xin trân trọng giới thiệu với quý khách. Hôm nay là đúng 4 giờ ngày 16 tháng riêng năm 2019. Và tôi trân trọng giới thiệu quý vị một chiếc sập thờ bằng gỗ Mita trên 24, lục tứ linh lệch. Và có kích thước là dài 1, cao 1m17, rộng 1m07, dài 2m17. Và chiếc sập này quay theo yêu cầu của anh Đặng Quang Lâm ở Vũng Tàu. Và tôi đã quay để trực tiếp để cho anh Đặng Quang Lâm ở Vũng Tàu anh được chiêm ngưỡng một chiếc sập bằng gỗ Mita này. Và mọi người cùng chiêm ngưỡng và tham khảo. Ai có nhu cầu thì xin gọi vào số điện này 0987510806 này nhé. Và cơ sở tôi tại xã Văn Khúc, huyện Khập Kê, tỉnh Phú Thọ. Và nhận đạt theo yêu cầu của quý khách. Trên hình ảnh là toàn thể diện một chiếc sập đây. Hàng đục rất là tinh tế, hàng đục rất là nét. Và tôi sẽ quay trực diện chiếc sập này cho quý vị xem. Dạ này, đục rất là nét, long ly quy phượng. Và bốn chân là bốn con nghê bò, gọi là nghê chầu. Quý vị nào có nhu cầu thì sẽ xin liên hệ với số điện thoại này nha, 0987510806 này nha. Và Đồ Gỗ Tùng 8 xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng 8 và phát trực tiếp trên kênh YouTube và trên Facebook. Và quý vị muốn xem nhiều hình ảnh hơn thì sẽ vào trang web đồ gỗ tùng 8.com nha, hoặc vào Facebook số điện thoại này nha. Và tôi lịch phát sóng của chúng tôi 24/24 trên phủ sóng trên toàn quốc nha. Và xin cảm ơn quý vị nhé và các bạn đã theo dõi kênh của Đồ Gỗ Tùng 8 nhé. Xin chân thành cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại quý vị clip sau nhé.